bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh channel của em Milena Beauty Official. Hôm nay thì các bạn thấy là mình đang ở trong nhà vệ sinh. Thật ra là hôm nay là mình sẽ có một cái chủ đề skincare cho các bạn nè. Và có nhiều bạn thắc mắc là hỏi mình là mình có thể dưỡng da như thế nào, cũng giống như là mình làm sạch da như thế nào mà da của mình lại trắng hồng. Đầu tiên là mình mới vừa đi ngoài đường về ha, và khi mà các bạn làm sạch da thì hôm nay là đến cái ngày mà mình tẩy tế bào chết, cho nên là bước đầu tiên của mình sẽ là tẩy tế bào chết nha các bạn. Thì ở đây là mình có cái chai peeling gel của Gumoncho ha, thì cái này là mình đã review rồi. Thì các bạn để da mặt khô, hiện giờ là da mặt của mình khô, mình chưa có để nước gì hết, để cho cái gel này nó lên, nó sẽ tẩy được cái tế bào chết nhiều nhất có thể. Bây giờ các bạn sẽ cho ra tay nha. Một lượng vừa đủ như thế này ha. Rồi sau đó mình sẽ cho lên da của mình. Các bạn sẽ xoa đều như thế này. Hai bên má nè, dưới cằm nè, mũi nè. Rồi mình sẽ xoa đều ha các bạn ha. Thì khi mà các bạn xoa lên da liền thì các bạn sẽ thấy có những cái gợn trắng như thế này. Để mình quay gần cho các bạn xem nè. Đây, thì đây là cái tế bào chết trên da của mình đó các bạn. Mình làm như vậy thì mình sẽ thấy được rõ ràng hơn ha. Đây, đó. Khi mà các bạn thấy là da của mình đã ra những cái tế bào chết này rồi thì mình sẽ rửa thật sạch với nước sạch nha. Sau khi mà các bạn thấy là sau khi mình đã rửa mặt xong thì da của mình là sáng hơn. Đó, nó không còn những cái gợn trắng nữa. Bây giờ hiện giờ là da của mình đang ướt. Và buổi sáng mà mình đi ra đường á, thì mình có sức gọi là có dùng cái son môi là Peri Pera Ink Velvet Tint. Thì cái dòng này nó để lại một cái lớp base rất là đậm. Thì mình chỉ cho các bạn ha, thì là cái dòng này là mình các bạn phải tẩy trang bằng cái gốc dầu á. Thì bây giờ mình có cái chai tẩy trang của The Face Shop. Thì cái này là mình được tặng ha, và mình đã xài được nhiêu đây rồi, có nghĩa là nó cũng khá là nhiều. Thì cái em này tẩy trang gốc dầu rất là tuyệt vời nha các bạn nha. Nó làm sạch gọi là từng cái lớp phấn, cho dù là mình trang điểm đậm cỡ nào thì em này cũng sẽ tẩy hết. Thì bây giờ mình sẽ cho một chút xíu ra tay như này, và sau đó thì mình sẽ bôi lên môi. Em tẩy gốc dầu này nó tẩy rất là sạch các bạn. Mình không còn cái lớp base hồng nữa đây các bạn. Đây là cái màu tự nhiên trên môi mình. Tẩy rất sạch. Tiếp theo là sau khi mà mình đã tẩy cái lớp son môi này đi rồi thì cái da mình là sau khi mà tẩy tế bào chết xong thì bây giờ mình sẽ sử dụng qua cái bước là sữa rửa mặt ha. Thì ở đây mình có sữa rửa mặt của Elixir. Cái dòng này là của Nhật ha. Và cái dòng này thì các bạn có thể là cho ra một cái miếng gọi là miếng tạo bọt các bạn. Đây, cái miếng này là miếng tạo bọt. Mình sẽ làm ẩm cái miếng này trước ha. Rồi, sau khi mà mình làm ẩm xong thì mình sẽ cho vào đây. Rồi, một lượng vừa đủ như thế này. Và sau đó các bạn sẽ bóp. Mình sẽ bóp, và vì có nước nó sẽ làm tạo bọt các bạn. Đây, bạn thấy. Đó, sữa rửa mặt tạo bọt ha các bạn ha. Đó, bọt rất nhiều các bạn. Sau đó thì mình sẽ lấy cái bọt này và mình sẽ cho lên da của mình nha. Bọt rất nhiều các bạn ơi. Sau đó thì mình sẽ rửa mặt thật là sạch lại với nước sạch nha các bạn. A few moments later. Bạn ơi, sau khi mà mình đã rửa mặt thật là sạch với nước thì các bạn thấy là da của mình nó sáng hơn rất là nhiều. Thì bây giờ mình sẽ giặt một cái khăn rửa sạch, thì các bạn sẽ lau khô ha. Tiếp theo là mình sẽ để cho da mặt của mình nó thật là khô ráo. Và khi mà các bạn thấy da mặt của mình nó thật là khô ráo thì mình sẽ sử dụng cái toner. Thì ở đây mình có dòng Bones, thì các bạn có thể theo dõi lại cái video clip trước mà mình đã sử dụng em này nha. Bây giờ mình sẽ sử dụng em này và mình sẽ cho ra một cái cushion pack, một cái bông tẩy trang như thế này. Và em này là nước hoa hồng á các bạn, toner. Đây, mình sẽ đổ một lượng vừa đủ ha. Và mình sẽ gọi là mình sẽ
dặm lên hai cái bên chỗ mà phía mà ở phía dưới cái vùng gò má của các bạn ở dưới này á, là cái chỗ mà cái lỗ chân lông của mình nó to nhất á, thì mình sẽ dặm lên và mình sẽ lau đều ở những khu vực như là toàn mặt ha, trán nè, dưới cằm, mũi, một cái lớp mỏng nhẹ như thế này thôi các bạn. Ok, thì bây giờ mình đã xong rồi. Các bạn có thể làm để cho da mặt của mình nó khô ráo tự nhiên, thì cái toner của mình nó sẽ ngấm vào trong da của mình ha. Mình có thể làm động tác này để cho cái toner nó ngấm vào da. Các bạn có thấy là da mình nó rất là sạch rồi. Bây giờ thì mình sẽ giữ môi ha. Thì cái môi của mình hồi nãy là mình đã tẩy tế bào và mình đã làm sạch bằng nước tẩy trang dầu, cũng giống như là nó không còn lớp chin nữa. Sử dụng cái em Vaseline này. Thường hay sử dụng em này lắm các bạn. Đây là hũ thứ hai của mình rồi các bạn. Thì bây giờ mình sẽ cho một chút xíu lên môi. Các bạn để trên môi của mình khoảng từ 2 tới 3 tiếng sau là những cái lớp mảng bong tróc, cũng giống như là những bạn mà bị khô môi á, thì sẽ làm mềm môi của mình. Và sau đó các bạn trang điểm, các bạn đánh son thì rất là đẹp. Bảo đảm các bạn 100% là môi các bạn sẽ mềm mịn, cũng giống như là nó sẽ không thấy lộ rõ cái vảnh môi của mình ha. Các bạn thân mến, như vậy là video hôm nay đến đây là hết rồi. Thì hy vọng là các bạn biết được một số cái bí kíp mà mình làm sạch da, cũng giống như là những bạn nào mà đặc biệt là vừa mới đi ngoài đường về bụi bẩn nhiều quá thì mình cần phải thao tác nhiều bước như thế này. Còn bình thường buổi tối thì các bạn có thể theo dõi lại cái video clip trước mà mình vừa làm cho các bạn nha. Mình xin nhắc lại một số cái sản phẩm. Đầu tiên là các bạn sẽ tẩy tế bào chết. Ở đây mình có cái peeling gel, các bạn có thể sử dụng bất kỳ một cái sản phẩm nào. Đầu tiên là các bạn sẽ tẩy tế bào chết cho thật là sạch. Sau đó là những bạn nào mà da mặt vẫn còn dơ nhiều á, thì các bạn có thể sử dụng tẩy trang dầu để xóa đi cái lớp makeup nếu như bạn có makeup ha. Và sau đó mình sẽ sử dụng sữa rửa mặt. Và tiếp theo là sau khi sử dụng mặt thật sạch thì mình sẽ sử dụng toner. Sau cái bước toner này thì một số bạn sẽ có thể sử dụng mặt nạ hoặc là kem dưỡng ha, hoặc là serum tùy ha. Rồi sau đó thì mình giữ môi, thì ở giữ môi mình có cái Vaseline này. Như vậy thì các bạn thấy là cái bước skincare của mình nó rất là đơn giản thôi. Nhưng mà có một cái điều lưu ý là một số bạn cứ thắc mắc hỏi là không biết mình dùng Bose có hợp hay không. Thì theo như mình thấy là nếu như mà trong vòng 2 ngày sau khi mà các bạn sử dụng sản phẩm mà các bạn thấy mặt của các bạn nó có mụn nổi lắm, lắm tấm li ti nhiều và càng ngày càng nhiều chứ không bớt, thì có nghĩa là các bạn sẽ phải đổi sản phẩm thì có một số thành phần nào đó nó không phù hợp với lại da của các bạn ha. Cái này là tùy cơ địa mỗi người cho nên là không có biết chắc được, nên các bạn có thể là thử trước như thế nào để mình cảm thấy là mình chọn cái sản phẩm phù hợp nhất, chứ các bạn đừng có tiếc tiền để mình sử dụng tiếp thì có thể là da của mình nó sẽ bị tổn thương và mụn càng ngày càng nhiều lên thì rất là khó chữa trị nha. Thì hy vọng là các bạn xem hết video, và nếu các bạn thích video thì hãy nhấn like và subscribe cho kênh channel của mình, cũng giống như là những cái chuông để nhận thông báo những video mới tiếp theo nha. Hy vọng là các bạn yêu thích video và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha.